Xin chào quý khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều tối hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến hàng một căn nhà phố vừa mới được hoàn thiện xong. Nằm trên trục đường Lê Văn Khương thuộc phường Thới An, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài căn nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến muốn giới thiệu đến hàng. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4m và chiều dài căn nhà mình lên đến 14m và được cái chủ nhà xây dựng hết đất và được đúc kiên cố một trệt một lửng và ba lầu đúc theo kiểu mẫu nhà hiện đại với tầng lửng ngược. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có tới 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh cũng như là phòng thờ, phòng giặt và thất thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng tây tây nam, phố Tràng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Và đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà. Với căn nhà mình thì được các chị thiết kế theo mẫu nhà hiện đại với tầng lửng ngược. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có gara để xe hơi riêng, phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có tới 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh. Đặc biệt thì phòng bếp anh chị thiết kế đưa lên phía bên trên tầng lửng, như là khu vực ở dưới tầng trệt vì để xe hơi cũng như là làm phòng khách. Và căn nhà mình thì nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ, mình có con đường ở phía trước căn nhà rộng lên đến 12m. Với lòng đường 6m, mỗi bên mình có thêm 3m vỉa hè. Thuận tiện đến khách hàng mua ở mở văn phòng công ty thì rất là thuận tiện với căn nhà nằm trước con hẻm một xẹt của trục đường Lê Văn Khương. Với căn nhà mình nằm gần với lại hãng máy bia Tiger cũng như là nằm sát với lại trục đường chính của đường Lê Văn Khương. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính phía ngoài căn nhà cũng như là con đường ở phía trước. Nếu chàng tham quan về một căn nhà nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ và chỉ với giá hơn 6 tỷ một chút là quý nhà có thể sở hữu một căn nhà được thiết kế tặng kèm full nội thất rất là đẹp này. Thì phía ngoài mình sẽ có khoảng vỉa hè khoảng 3m để xe gắn máy di chuyển vào bên trong. Mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh phía ngoài được làm bằng sắt kiên cố và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà. Tiếp đến mình có thêm một bộ cửa cuốn bên trong với hai lớp cửa để chị thiết kế để bảo vệ cho căn nhà của mình. Và di chuyển vào bên trong thì mình sẽ có một gara để xe hơi. Với gara này thì sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính 80, hai bên tường được các chị ốp gạch đá bóng kính cao lên kín tường. Và phía trên mình có hệ thống đèn LED, đèn chiếu sáng trang trí cho căn nhà rất là đẹp. Và di chuyển vào bên trong sẽ đến với lại khu vực cầu thang căn nhà. Với cầu thang căn nhà mình thì tay vịn được làm bằng chất liệu gỗ đỏ và lan can được làm bằng kính cường lực và mặt đá hoa cương. Được các chị thiết kế hệ thống đèn LED từ dưới tầng trệt lên đến sân thượng. Nhưng mà khi mình di chuyển lên trên lầu rất là thuận tiện. Và di chuyển đến khu vực phía sau mình sẽ đến với khu vực không gian phòng khách của căn nhà. Sẽ còn bộ bàn ghế sofa thì chị sắm sẵn tặng kèm kệ để tivi. Và mình có một cái tivi 65 inch cũng được các chị sắm sẵn tặng kèm. Và hai bên thì mình sẽ có tủ rượu được các chị đóng sẵn. Và phía sau thì mình sẽ có một cái khoảng không gian lấy tiết trời để lấy gió và ánh sáng. Một bên được các chị thiết kế làm nhà vệ sinh để phục vụ cho khu vực ở dưới tầng trệt, khu vực không gian phòng khách và khu vực không gian gara để xe hơi ở dưới tầng trệt của căn nhà. Và mình cũng như là cái khu vực từ bên trong ra bên ngoài để khách hàng tham quan của căn nhà chỉ với giá 6 tỷ 500 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh là quý khách hàng có thể sở hữu một căn nhà được thiết kế tặng kèm full nội thất rất là đẹp này. Đây là khu vực nhìn từ bên trong ra bên ngoài, một căn nhà thiết kế theo mẫu nhà hiện đại với tầng lửng ngược. Và tiếp tục thì mình sẽ di chuyển lên khu vực tầng lửng của căn nhà, khu vực không gian phòng bếp. Và với căn nhà mình thì sẽ có 4 phòng ngủ chính thì anh chị full nội thất 3 phòng, còn là một phòng thì anh chị để trống. Và đây là khu vực không gian phòng bếp căn nhà, sẽ có một bộ cửa kính cường lực phía ngoài. Bên trong thì mình sẽ có một bộ bàn ăn lên đến 6 ghế để anh chị sắm sẵn tặng kèm và có tủ bếp kệ bếp được làm bằng chất liệu gỗ át cường và mặt đá hoa cương. Tặng kèm full nội thất bên trong thì sẽ có bếp điện từ, labo rửa chén bát, kệ để chén bát, máy đong đếm gạo, máy hút khử mùi. Và phía trước mình sẽ có cửa sổ mở ra bên ngoài để gió và ánh sáng. Tặng kèm bên trong thì mình sẽ có một cái máy lạnh được các chị sắm sẵn để tặng kèm. Và chỉ với giá 6 tỷ 500 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh để khách hàng có thể sở hữu một căn nhà nằm sát quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ cách quận Gò Vấp tầm khoảng 3 phút đi xe gắn máy thôi. Với căn nhà nằm trên trục đường chính của trục đường Lê Văn Khương thuộc phường Thới An, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà nằm sát với lại trục đường chính, chỉ sau căn nhà mặt tiền đường Lê Văn Khương là quý khách hàng có thể sở hữu một căn nhà
được thiết kế tặng kèm full nội thất rất là đẹp này. Và với bề ngang căn nhà mình lên đến 4 mét và chiều dài căn nhà mình lên đến 14 mét. Và được anh chị đúc kiên cố tới một trệt, một lửng và tới 3 tầng lầu, tặng kèm full nội thất. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong không gian phòng ngủ lầu 1 căn nhà. Toàn bộ cửa được làm bằng chất liệu gỗ ăn cường, chống ồn, chống mối mọt. Bên trong thì mình sẽ có giường rộng lên đến 1m8, có đầy đủ chăn ga, gối nệm, bàn trang điểm, bàn làm việc, cửa sổ mở ra ngoài lấy gió và ánh sáng, cũng như là cửa đi ra ban công. Với căn nhà mình thì nằm trên con đường rộng lên đến 12m. Khu nhà lầu, điện nước âm, cây xanh thoáng mát. Đây là con đường ở phía trước căn nhà. Và mình rẽ tay trái để ra trục đường Lê Văn Khương. Và cũng như là cái khu vực không gian phòng ngủ phía trước căn nhà, phòng ngủ số 1, để di chuyển sang không gian phòng ngủ số 2 của căn nhà. Mỗi phòng ngủ mình đều có nhà vệ sinh riêng, sử dụng rất là thuận tiện. Thì quý khách hàng đang xem video hãy đăng ký kênh để Nhà Đất Hoàng Tín luôn cập nhật cho khách hàng những căn nhà mẫu mã mới, giá cả hợp lý và thương lượng trực tiếp chính chủ. Và đây là không gian phòng ngủ số 2 căn nhà. Mỗi phòng ngủ mình đều có nhà vệ sinh riêng cho nên là sử dụng rất là thuận tiện. Với mỗi phòng ngủ mình sẽ có một cái máy lạnh, một ngựa rưới cũng đã được các chị sắm sẵn để tặng kèm. Căn nhà mình thì đang có hướng chính là hướng Tây, khách hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Thì quý khách hàng đang xem video và đang muốn sở hữu cho mình một căn nhà nằm trong khu phân lô nhà lầu, điện nước âm, cây xanh thoáng mát, có con đường ở phía trước căn nhà mình rộng lên đến 12m. Và được anh chị ở nhà thiết kế có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp. Và mình có tới 4 phòng ngủ chính và 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Và chỉ với giá hơn 6 tỷ một chút thì quý nhà cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình. Xin cho tôi liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để Nhà Đất Hoàng Tiến nói hàng đi xem. Một căn nhà đã có sổ hồng riêng, anh chị mình mua bán cũng như là công chứng sang tên trong ngày. Và căn nhà mình chỉ có 4 phòng ngủ chính thì anh chị full nội thất, 2 phòng, 3 phòng, còn lại 1 phòng thì anh chị đang để trống. Và nếu khách hàng có nhu cầu cần đóng thêm nội thất thì anh chị sẽ hỗ trợ. Và di chuyển lên khu vực phía bên trên, khu vực lầu 3 căn nhà sẽ đến không gian phòng ngủ, phòng thờ phía trước và sân thượng phía trước cũng như là sân thượng phía sau căn nhà. Và chỉ với giá 6 tỷ 500 triệu đồng còn thương lượng mạnh để khách hàng sở một căn nhà đã hướng chính là hướng Tây Nam, khách hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Và đây là khu vực phía trên sân thượng căn nhà, một sân thượng khá là lớn phía ngoài, được trồng những mảng cây xanh. Và bên trong sẽ là khu vực không gian phòng thờ. Và phía sau thì sẽ có một cái khoảng sân rất là rộng, được các chị thiết kế có đi sẵn hệ thống cấp thoát nước của máy năng lượng mặt trời 485. Nếu khách hàng có nhu cầu thì mình có thể lắp ráp và sử dụng thì rất là thuận tiện. Và phía sau mình có một cái dàn phơi đồ được các chị thiết kế và đã mua sẵn để gắn sẵn đến khách hàng. Và chỉ với giá 6 tỷ 500 triệu đồng còn thương lượng thì khách hàng cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình. Thế nhưng tay liên hệ về số điện thoại đang thị trên màn hình thì Nhà Đất Hoàng Tiến hàng đi xem. Rồi video Nhà Đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.